ngành dệt may này cũng chiếm tỷ trọng trên 10% lao động công nghiệp trong cả nước. Có doanh nghiệp dệt may thành công với mã chứng khoán TCM có thể được hưởng lợi từ mức thuế quan 0%. Đấy là trong cái giai đoạn mà cả ngành chịu ảnh hưởng rất là nặng nề bởi Covid. Nhưng mà TCM trong 6 tháng đầu năm thì lợi nhuận sau thuế cũng tăng trưởng 21%. Thì em phải nói rằng đây là một doanh nghiệp dệt may đầu ngành với kinh nghiệm lâu năm và trình độ công nhân cao. Thì ba yếu tố này giúp cho biên lợi nhuận gộp của Mai Xuân Hồng luôn cao nhất ngành. Năm 2019 biên lợi nhuận gộp đạt 21. Xin kính chào quý nhà đầu tư. Rất vui được gặp lại quý nhà đầu tư trong chương trình Đi Inside, chương trình bàn tròn chuyên gia live stream định kỳ vào lúc 3 giờ chiều thứ hai hàng tuần của VN Direct. Đây là chương trình mà phân tích chuyên sâu về các kênh tài sản, kinh tế thị trường và đi sâu vào các ngành cụ thể. Và chủ đề chương trình ngày hôm nay của chúng tôi đó là về triển vọng ngành dệt may. Trước tiên thì khi đi vào bàn luận thì tôi xin phép được giới thiệu các panelist ngày hôm nay. Thứ nhất đó là có anh Chu Đức Toàn đến từ phòng Resort. Thứ hai là có chị Nguyễn Thị Hà Giang đến từ phòng Bewell. Và thứ ba là anh Đặng Trần Phục đến từ phòng Bewell. Và moderator ngày hôm nay là tôi, Lương Duyên. Với chủ đề ngày hôm nay của chúng ta thì chúng ta sẽ đi vào 3 topic chính. Thứ nhất đó là cập nhật tình hình Covid-19, thông tin kinh tế đáng chú ý. Thứ hai đó là triển vọng của ngành dệt may. Thứ ba đó là giao lưu cùng với quý nhà đầu tư. Trước tiên thì cập nhật tình hình Covid-19 và thông tin kinh tế đáng chú ý trong tuần vừa qua thì tôi xin phép được cập nhật một vài thông tin chính. Về tình hình Covid-19 thì cập nhật đến ngày 12 tháng 10 năm 2020 thì diễn biến khá là phức tạp. Tuần trước thì chúng ta không có cập nhật, chính vì vậy mà 2 tuần chúng ta cập nhật thì số ca nhiễm Covid-19 đã lên tới là hơn 37 triệu ca, tăng hơn so với 2 tuần trước là khoảng hơn 4 triệu ca. Nhưng mà có một điểm mà khá là khởi sắc đó là số ca chết thì không đáng kể. Và số ca hồi phục thì cũng tăng khá mạnh, đó là lên hơn 28 triệu ca. Về tình hình Covid tại Việt Nam thì 40 ngày liên tiếp không có ca nhiễm mới nào. Các thông tin nổi bật kinh tế thế giới trong tuần vừa qua đó là giá vàng và các kim loại quý bị bán tháo khá là mạnh. Ở Mỹ thì thứ nhất đó là Tổng thống Donald Trump nhiễm Covid-19, hủy cuộc tranh luận thứ hai và dẫn đến là cuộc đua tranh cử tổng thống đang diễn biến có lợi cho Joe Biden. Thứ hai đó là 43 hãng hàng không đã ngừng hoạt động kể từ khi Covid-19 diễn ra, khiến cho 485 tàu bay tạm thời ngừng khai thác và hơn 400.000 việc làm bị mất. Và đà hồi phục của ngành thì rất chậm chạp do diễn biến rất là phức tạp của dịch bệnh. Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế cảnh báo ngành hàng không phải tiêu tốn 77 tỷ USD tiền mặt trong năm 2020. Thứ ba đó là chênh lệch giàu nghèo ngày càng lớn. 50 người giàu nhất nước Mỹ có tài sản bằng 165 triệu người nghèo nhất nước Mỹ. Họ chiếm gần 50% tổng tài sản quốc gia. Thứ tư đó là thế giới lần đầu tiên có tỷ phú vượt mốc 200 tỷ USD, đó chính là Jeff Bezos. Điều này thì càng khẳng định thêm đó là người giàu thì sẽ càng giàu hơn sau khủng hoảng và người nghèo thì sẽ càng nghèo đi nếu không có những cái chiến lược cụ thể về tài chính cá nhân phù hợp. Tiếp theo là về thông tin kinh tế nổi bật của trong nước. Thì thứ nhất là thặng dư thương mại Việt Nam, Hoa Kỳ tăng cao kỷ lục. Trong 9 tháng đầu năm 2020, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất Việt Nam với 54,73 tỷ USD, tăng 22,6% so với cùng kỳ. Và trong khi nhập khẩu của Việt Nam từ Hoa Kỳ đạt 10,5 tỷ USD, giảm 1,6%. Thặng dư thương mại của Việt Nam với Hoa Kỳ thì đạt 44,23 tỷ USD, tăng 29,5% so với cùng kỳ. Năm 2019 là 34,16 tỷ USD. Thứ hai đó là chính phủ ra hàng loạt các chính sách kích cầu, cơ hội cho ngành ô tô trong nước như giảm thuế nhập khẩu nguyên liệu vật tư trong nước chưa sản xuất được và giảm 50% thuế trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước. Thứ ba đó là theo báo cáo Bộ Công Thương, đến năm 2030, Việt Nam sẽ nhập khẩu rất nhiều than và khí để phục vụ cho phát triển kinh tế, đặc biệt là cho phát điện. Thứ tư đó là chính phủ vừa ban hành nghị định 121/2020/NĐ-CP. Theo đó thì các ngân hàng có vốn chi phối nhà nước chính thức có cơ chế để có thể tăng vốn đáp ứng nhu cầu kinh doanh.
Đây là một cái biểu đồ về chứng khoán Mỹ hồi phục khá là mạnh và đang tiến đến mức cao nhất trong mọi thời đại là 3.492 điểm. Đây là biểu đồ của VN Index tăng bền vững đạt 930 điểm, tăng trưởng 43,07% với đáy tháng 3 năm 2020. Và trong tuần vừa qua thì nhà đầu tư nước ngoài bán dòng cả tuần trong điều kiện VN Index liên tục tăng cao với khối lượng là hơn 1,3 triệu với giá trị tương ứng với là 43,55 tỷ. Đó là một số những cái thông tin về diễn biến Covid-19 và tình hình kinh tế trong tuần vừa qua. Vậy thì các panel có ý kiến gì về có những cái thông tin về thảo luận về những cái thông tin này không? Xin mời anh Phục. Vâng, thì trong thời gian vừa qua chúng ta có thể thấy rằng là VN Index khi tiếp cận mốc 900 rồi vượt qua mốc 900 thì gặp phải cái lực bán rất là mạnh từ rất nhiều các nhà đầu tư. Họ đã bắt được cổ phiếu hồi cuối tháng 7 đến tháng 8 thì họ cái lực chỗ lời này khá mạnh. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng nhìn thấy rằng là cái lực cầu mua cổ phiếu lúc này cũng rất lớn, cũng lớn không kém. Nguyên nhân thì có thể lý giải là có thể do hiện nay cái lãi suất tiền gửi rất là thấp. Các kênh đầu tư khác thì về cơ bản đang gặp khó khăn rất nhiều, đúng không ạ? Giá vàng thì người ta cũng khó có thể kỳ vọng có thể tăng trưởng nhanh nữa. Gửi tiết kiệm thì đặc biệt lãi suất xuống rất là thấp, giảm khoảng độ 2-3% so với những năm trước đây. Trong khi lượng cung tiền, lượng dư tiền của các nhà đầu tư là rất nhiều, rất nhiều. Cái việc đầu tư và sản xuất kinh doanh hiện nay thì họ cũng tạm ngừng. Thế do đó là chứng khoán gần như là một trong những cái điểm sáng nhất để nhà đầu tư có thể đổ tiền vào đó, đổ tiền vào đó. Chính vì thế cho nên là tôi cho rằng nếu nền kinh tế của chúng ta hay thị trường của chúng ta không có những cái cú sốc lớn thì VN Index sẽ rất khó có thể điều chỉnh sâu. Bởi vì cái lượng tiền mà dôi dư bên ngoài rất nhiều với lãi suất thấp. Thì khi lãi suất thấp thì về cơ bản định giá của thị trường chứng khoán sẽ được đẩy lên cao hơn. Đó. Thì quan điểm của tôi là trong thời gian tới khả năng rất cao là thị trường cũng sẽ sideways quanh vùng này, quanh vùng này. Còn cái việc giảm sâu là sẽ rất là khó, trừ khi là có các cái cú sốc lớn. Còn cái việc tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường lúc này thì chúng tôi cũng cho rằng là cũng rất khó có thể tăng trưởng rất mạnh. Bởi vì kinh tế của chúng ta hiện nay thì vẫn chưa phải là có những cái tín hiệu phục hồi một cách rõ ràng. Mà các doanh nghiệp về cơ bản vẫn tương đối khó khăn ở cái vùng này. Thế do đó là tôi nghiêng về cái kịch bản là VN Index sẽ quanh cái vùng khoảng độ từ 900 đến 950 điểm nhiều hơn. Đó thì đấy là cái quan điểm của tôi về cái thị trường chứng khoán trong thời gian tới. Anh Phục, anh Toàn có nhận định gì không? Mình hoàn toàn đồng ý với anh Phục thôi. Thì chúng ta đang sống trong một cái thời kỳ mà người ta gọi là thời kỳ tiền rẻ. Thì cái tác động của lãi suất thấp lên những cái thị trường vốn là rất là mạnh mẽ. Và nhìn vào thị trường thì mặc dù cũng đã hồi phục khá là dài rồi nhưng mà cứ khi mà thị trường có những cái phiên giảm khá mạnh ấy thì lại sẽ bật lại hồi lại rất là nhanh. Thì hiện nay thì thị trường có vẻ như ở các mã mà có vốn hóa vừa là đã tăng rất là mạnh từ trước rồi thì có cái mức chốt lời mạnh hơn và điều chỉnh. Còn dòng tiền sẽ có những cái sự hỗ trợ từ phía ngành ngân hàng thì đồng ý với anh Phục là có lẽ sẽ khó có thể điều chỉnh sâu được. Vậy là theo hai chuyên gia của chúng ta thì có đưa ra đó là với tình hình thị trường thì lãi suất thấp và lượng dư tiền ở ngoài rất là nhiều và kênh chứng khoán là kênh đáng để cho nhà đầu tư đổ tiền vào để có thể đầu tư trong thời gian này. Và nếu như mà thị trường không có những cú sốc mạnh thì vẫn sẽ đi sideways ở trong cái vùng 900 đến 950 điểm này. Tôi xin phép đi vào cái phần chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay, đó là triển vọng của ngành dệt may. Thì phần này tôi xin mời chị Giang sẽ đưa ra một số thông tin chính. Vâng, xin cảm ơn MC Lương Duyên. Và hôm nay tôi xin phép nói về ngành dệt may Việt Nam. Đầu tiên là tôi cần nhấn mạnh rằng ngành dệt may Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế và xã hội Việt Nam. Thứ nhất đấy là kim ngạch xuất khẩu của hàng dệt may Việt Nam đứng thứ hai tại Việt Nam chỉ sau thiết bị điện tử thôi. Tuy nhiên do dịch Covid cho nên con số xuất khẩu 8 tháng đầu năm 2020 có giảm hơn 12% so với cùng kỳ và hiện đang đạt hơn 19 tỷ USD. Ngoài ra thì cái ngành dệt may này cũng chiếm tỷ trọng trên 10% lao động công nghiệp trong cả nước. Điều này đồng nghĩa rằng là ngành dệt may đóng vai trò quan trọng trong cái vấn đề việc làm của người dân trong nước. Và cuối cùng thì ngành dệt may đang được hưởng lợi từ cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung cũng như hiệp định thương mại EVFTA.
Với câu chuyện chiến tranh thương mại Mỹ Trung là một câu chuyện khá là quen thuộc mọi người rồi, khi mà Việt Nam đang được coi là một cái thị trường có thể thay thế cho Trung Quốc trong tương lai. Tuy nhiên thì về cái hiệp định EVFTA thì tôi có một cái điểm nốt ở đây rằng là khi mà rất nhiều người nói rằng ngành dệt may Việt Nam sẽ được hưởng lợi, nhưng mà tôi cần nốt rằng là chỉ 70-80% doanh nghiệp, khoảng 70-80% doanh nghiệp Việt Nam sẽ khó được hưởng lợi từ hiệp định này. Bởi vì trong hiệp định này thì có một cái điểm là họ chỉ chấp nhận những hàng dệt may mà có nguồn gốc xuất xứ từ vải trở đi. Có nghĩa là những hàng dệt may mà có vải xuất xứ từ những nước mà có FTA với cả EU thì mới được hưởng cái thuế quan 0% khi xuất khẩu hàng dệt may của họ sang thị trường này. Mà trong khi đấy khoảng 70-80% các doanh nghiệp dệt may Việt Nam lại nhập khẩu vải từ Trung Quốc. Và lưu ý rằng Trung Quốc không phải là nước có FTA với EU. Hiện tại thì Việt Nam thì tôi kỳ vọng rằng có doanh nghiệp dệt may thành công với mã chứng khoán TCM có thể được hưởng lợi từ mức thuế quan 0%, bởi vì doanh nghiệp này có chuỗi giá trị dệt may hoàn toàn ở trong nước, từ sợi, từ dệt nhuộm cho đến may mặc. Tiếp theo về câu hỏi là chuỗi giá trị của ngành dệt may Việt Nam hiện tại như thế nào, thì có 4 từ để tả cái chuỗi giá trị này. Tôi nghĩ rằng là nó là vừa thừa vừa thiếu. Cái sự thừa thiếu này tôi sẽ nói rõ hơn trong từng khâu. Ví dụ đầu vào là bông và polyester, thì cả hai cái này Việt Nam đều không có lợi thế cạnh tranh. Thứ nhất là về bông, trồng bông phải có đạt lợi thế về quy mô. Trong khi đấy Việt Nam thì để kiếm được những mảnh đất mà từ vài chục đến vài trăm hecta thì rất là khó. Và ngoài ra thì cái thổ nhưỡng của đất Việt Nam không phù hợp để trồng cây bông. Về polyester, đấy lại là sản phẩm của dầu mỏ, Việt Nam lại cũng không hề có lợi thế gì về việc dầu mỏ này. Về sợi thì hiện tại đang tồn tại một mâu thuẫn, đấy là 2/3 lượng sợi trong nước được xuất khẩu, trong khi các doanh nghiệp dệt nhuộm lại phải nhập khẩu sợi từ nước ngoài. Có hai nguyên nhân chính sau đây. Thứ nhất, đấy là xuất khẩu sợi sang nước ngoài đem lại lợi nhuận cao hơn so với bán sợi trong nước. Một doanh nghiệp sợi tại miền Bắc nếu xuất khẩu sợi sang Trung Quốc sẽ tiết kiệm chi phí hơn khi mà vận chuyển sợi vào thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nguyên nhân thứ hai mới là nguyên nhân quan trọng hơn cả, bởi vì là đặc thù ngành dệt may nước ta chủ yếu là gia công xuất khẩu. Việc chọn nguyên vật liệu là theo chỉ định của bên đặt hàng, và các doanh nghiệp dệt may thì không được chủ động đặt vải trong nước thì sẽ gây sản xuất thì sẽ gây khó khăn cho đầu ra của các doanh nghiệp sợi, cho nên các doanh nghiệp sợi này sẽ quay sang xuất khẩu thay vì kinh doanh ở trong nước. Về độ, chính vì cái sự thừa thiếu này của ngành sợi cho nên dẫn đến cái khâu dệt nhuộm nó cũng giống như một cái nút thắt của chai vậy. Thì diễn ra một cái tình thế là hàng năm thì trung bình ngành dệt may Việt Nam cần đến 8-9 tỷ mét vải, trong khi đấy các doanh nghiệp dệt nhuộm Việt Nam chỉ sản xuất được khoảng 3-4 tỷ mét vải và lại xuất khẩu đi 0.5 tỷ mét vải. Vậy có nghĩa là 2/3 lượng sợi trong nước thì mang đi xuất khẩu, còn các doanh nghiệp may Việt Nam lại phải đi nhập khẩu khoảng 60-70% vải. Còn về khâu may thì đây lại là cái khâu mà các doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung nhiều nhất về hai phương thức may chủ yếu, đấy là CMT và FOB. Về phương thức CMT thì các doanh nghiệp chỉ phụ trách việc cắt may gia công thuần túy, còn đối với phương thức FOB thì các doanh nghiệp sẽ phụ trách thêm phần tìm kiếm nguyên liệu đầu vào. Hai phương thức này sẽ khác nhau ở phần biên lợi nhuận của FOB sẽ cao hơn biên lợi nhuận của CMT. Vậy câu hỏi là Việt Nam nằm đâu trong cái bức tranh ngành dệt may này? Mỗi khi nói đến Việt Nam thì người ta sẽ nói rằng là Việt Nam có chi phí về nhân công giá rẻ. Tuy nhiên tôi phải nhấn mạnh rằng cái chi phí này nó không hề bền vững, nó có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Và trên thực tế rằng là đầu năm 2020 thì chính phủ Việt Nam đã nâng mức lương cơ bản lên. Và bây giờ so với các nước trong ngành, Việt Nam không phải là nước có mức lương cơ bản thấp nhất nữa, mà đã cao hơn Campuchia, Bangladesh và Ấn Độ. Và điều này sẽ ảnh hưởng đến cái lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trong dài hạn. Và cần một điều đáng chú ý nữa là đối với ngành dệt may thì cái tổng thời gian sản xuất hàng may mặc là một yếu tố quyết định khiến cho một hãng đặt một doanh nghiệp nào đấy gia công cho mình. Bởi vì ngành thời trang thay đổi rất là nhanh, thay đổi theo từng giờ, từng phút, cho nên cái thời gian sản xuất nó rất là quan trọng. Và như chúng mình có thể thấy trên bảng này thì Việt Nam có thời gian sản xuất khoảng từ 60-90 ngày, thấp hơn Bangladesh và Campuchia nhưng rõ ràng là cao hơn Trung Quốc và Ấn Độ. Điều này đến từ có hai nguyên nhân. Thứ nhất, đấy là vì Việt Nam phải nhập khẩu nguyên liệu cho nên tốn thời gian. Và cái thứ hai, đấy là cái năng lực xử lý đơn hàng của Việt Nam chưa mạnh. Thì tóm lại rằng là Việt Nam có lợi thế cạnh tranh về chi phí nhân công, tuy rằng nhưng lợi thế cạnh tranh nó không hề bền vững. Vì Việt Nam hiện nay đang đảm nhiệm cái khâu mà có giá trị gia tăng rất là thấp trong cái chuỗi dệt may, đấy là khâu cắt may gia công thuần túy. Vậy thì Covid
ảnh hưởng như thế nào đến ngành dệt may. Covid-19, bóng đen Covid-19 đã bao phủ ngành dệt may từ đầu năm 2020, đã khiến cho chuỗi cung ứng dệt may đứt gãy với việc doanh nghiệp Việt Nam không thể nhập khẩu được nguyên liệu từ Trung Quốc về, trong khi đấy đồng thời lại cũng không thể xuất khẩu hàng hóa sang các nước khác được. Bởi vì những cái lệnh đóng cửa biên giới và hiện tại thì mặc dù Covid cũng đã được kiểu nguôi nguôi được một tí rồi, nhưng mà tuy nhiên các doanh nghiệp dệt may vẫn đang phải chịu một cú hít rất là lớn, bởi vì nhiều khách hàng của họ giãn đơn hàng, hủy đơn hàng, hoặc thậm chí nhiều cá biệt nhiều hãng còn đệ đơn phá sản và gây rủi ro đến việc thanh toán những đơn hàng trước đấy. Thì như mọi người có thể thấy rằng là trên cái bảng này dự báo khi mà nhập khẩu 6 tháng cuối năm của ngành dệt may giảm hơn 15% so với cùng kỳ năm trước, đây là con số rộng của thế giới ạ. Thì điều này chứng tỏ rằng là cái niềm tin tiêu dùng của người tiêu dùng vẫn chưa thể hồi phục được, mà ngành dệt may Việt Nam sẽ tăng đi cùng với sự tăng trưởng của kinh tế thế giới. Cho nên tôi cho rằng là Covid-19 sẽ gây thách thức cho ngành dệt may Việt Nam ít nhất từ 1 đến 2 năm tới để có thể đạt được cái thời điểm trước Covid-19. Tuy nhiên những doanh nghiệp nào mà có thể vượt qua được cái thời kỳ này thì tôi kỳ vọng rằng những doanh nghiệp đấy có thể phục hồi mạnh mẽ sau thời kỳ này. Cảm ơn chị Giang đã chia sẻ. Anh Toàn và anh Phục có nhận định gì về tổng quan của ngành dệt may không? Cảm ơn Giang có cái tổng quan về ngành dệt may với những con số rất là chi tiết. Thì mình cũng bổ sung là thực tế mà nói thì chiến tranh thương mại có lợi cho ngành dệt may thì nó cũng không hoàn toàn chính xác. Đồng ý là những cái doanh nghiệp mà làm về may mặc họ có thể tìm kiếm được thị phần ở Mỹ. Bằng chứng là khi chúng ta track cái con số ra thì chúng ta sẽ thấy là thị phần Việt Nam tại thị trường Mỹ tăng lên, song song với đó là thị trường Trung Quốc tại Mỹ thì giảm xuống. Tuy nhiên thì ngành sợi thì lại không như vậy. Ngành sợi trong cái chuỗi giá trị của ngành dệt may thì Trung Quốc là một cái đất nước sản xuất sợi rất là lớn, và khi mà họ không xuất được sang Trung Quốc thì cái nguồn sản xuất nó quay lại nội địa Trung Quốc, nó khiến cho cái giá sợi ở nội địa Trung Quốc giảm rất là mạnh và ảnh hưởng cực kỳ lớn tới những doanh nghiệp sợi của Việt Nam khi không xuất được, tức là giá rất giảm rất là mạnh. Thì đấy cũng là một cái mặt thiệt hại. Thì sau đó thì gặp Covid thì có nghĩa là các doanh nghiệp dệt may đã gặp cái tác động kép. Thì Covid nó hít cả về cung và cầu, là một cái cú hít rất là lớn, rất là mạnh. Và dệt may là một trong những ngành mà có lẽ là chịu tác động mạnh nhất từ Covid và rõ ràng nhất. Đó. Thì về EVFTA thì nó cũng là một cái cơ hội mở ra khi mà nó có thể khiến cho các doanh nghiệp dệt may của Việt Nam tìm kiếm được thị trường tại thị trường châu Âu. Tuy nhiên thì EVFTA như Giang nói thì là chỉ chấp nhận những cái sản phẩm mà có nguồn gốc xuất xứ là từ vải trở đi. Đấy thì mà vải thì lại đang là cái nút thắt cổ chai của ngành dệt may Việt Nam, thì cụ thể là nhập khẩu vải và nguyên phụ liệu của vải chỉ chiếm khoảng 40% cái giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc. Trong đó thì 70% vải nhập khẩu để phục vụ cho mục đích xuất khẩu. Đó thì nếu mà Việt Nam mình giải quyết được cái khâu dệt vải này thì có thể là cái triển vọng của ngành sẽ tươi sáng hơn. Tuy nhiên thì như mọi người đã biết ấy, thì cái dệt vải này nó ảnh hưởng rất nhiều đến môi trường. Chính đó là lý do vì sao mà không xin được pháp lý cho cái vấn đề này, không xử lý được cái vấn đề môi trường ấy, thì rất khó để có thể triển khai được. Cho nên là nó sẽ mất một thời gian. Thì các doanh nghiệp cũng cần phải mất một thời gian dài để mà tìm được cái nguồn cung ứng vải trong nước. Đó, thì có lẽ EVFTA thì có lẽ là sẽ còn là một câu chuyện cũng tương đối dài chứ không thể ngay được. Em Phục có ý kiến gì không? Vâng, thì hai chuyên gia thì đã trao đổi với nhà đầu tư hết về những cái nội dung liên quan đến ngành dệt may Việt Nam, đúng không ạ? Tuy là có cơ hội nhưng mà chúng ta phải chuẩn bị rất kỹ thì mới có thể chớp được những cái cơ hội này, chứ không phải là cứ EVFTA ra là các doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi rất lớn, đúng không ạ? Ngoài ra còn chú ý đặc biệt đến vấn đề liên quan đến Covid, đúng không ạ? Sẽ ảnh hưởng còn phải dài cơ chứ không phải là một sớm một chiều, bởi vì kinh tế thế giới khó khăn thì cái cầu về sản phẩm của họ cũng sẽ bị khó khăn, đúng không ạ? Như Giang có chia sẻ về cái cầu trong cái cuối năm nay thì có thể là giảm tới 15% trên toàn thế giới, đúng không ạ? Thì do đó nó sẽ tác động rất là nhiều. Thì tôi cho rằng là nếu mà những cái doanh nghiệp dệt may nào đó ở Việt Nam nhân cái cơ hội lúc còn đang khó khăn như thế này mà chúng ta chuẩn bị tốt hơn các cái khâu, ví dụ như có thể là chuẩn bị tốt hơn về khâu dệt vải chẳng hạn,
hay là có thể là nâng cao hơn nữa cái năng lực, cái chất lượng nhân sự, rồi là các cái vấn đề là cải tổ lại bộ máy hoạt động. Thì có thể là sau khi Covid sẽ qua đi thì vừa chớp được cái cơ hội từ FTA và lại được hưởng lợi từ cái việc là tiêu dùng thế giới là phục hồi mạnh. Thì những cái doanh nghiệp chuẩn bị như vậy thì chúng tôi cho rằng là mới có cơ hội có thể tăng trưởng mạnh. Còn lại thì những cái doanh nghiệp khác về ngành dệt may thì tôi cho rằng là về cơ bản họ cũng chỉ đi ngang thôi, chứ cũng rất là khó có thể tăng trưởng trong cái thời gian tới. Thì đấy là trao đổi được. Tôi thấy là cả chị Giang và anh Toàn thì đều có nhắc đến là có thể là EVFTA, có thể Việt Nam, ngành dệt may Việt Nam có thể được hưởng lợi. Vậy thì cụ thể tác động cụ thể đến ngành dệt may của Việt Nam như thế nào? Chị Giang. Thì như mình đã nói trước đấy, tất nhiên EVFTA sẽ mở được một cái cánh cửa cho ngành dệt may Việt Nam rồi. Tuy nhiên thì không phải doanh nghiệp nào cũng được hưởng lợi này, bởi vì cái quy định này nó quy định rất là ngặt nghèo. Đấy, mà trong khi đấy khoảng 70-80% doanh nghiệp Việt Nam đi nhập khẩu vải từ Trung Quốc về. Trung Quốc không phải là nước có FTA với EU, cho nên họ không thể hưởng được cái thuế quan 0% này. Đây sẽ là câu hỏi cho các doanh nghiệp trong nước tìm được nguồn cung ứng nguyên liệu đầu vào khác Trung Quốc. Thì tôi có thấy rằng là liên quan đến EVFTA thì hai chuyên gia có trao đổi về cổ phiếu TCM đúng không ạ? Vậy thì mời anh Toàn hay là chị Giang có thể chia sẻ về cổ phiếu TCM này nhỉ? Mời anh Toàn ạ. Vâng, TCM ấy, thì trong ngành, trong cái chuỗi giá trị của may mặc Việt Nam thì TCM nó chiếm một cái chuỗi rộng nhất trong các doanh nghiệp niêm yết. Thì có, bởi vì TCM có liên quan đến việc làm sợi, làm vải và cả tập trung vào may mặc, tức là họ có gần như là đầy đủ khoảng giữa của cái chuỗi giá trị của ngành dệt may, và họ có phân phối nữa. Đó, thì thì chúng ta có thể thấy là trong cái giai đoạn mà cả ngành chịu ảnh hưởng rất là nặng nề bởi Covid, nhưng mà TCM trong 6 tháng đầu năm ấy thì cái lợi nhuận sau thuế vẫn tăng trưởng 21%, cái bên lợi nhuận gộp vẫn tăng lên đến khoảng 1,5 điểm cơ bản. Đó, thì cái này cho thấy là cái nỗ lực rất là đáng khen ngợi của ban lãnh đạo, khi mà họ đã xử lý cái rủi ro rất là tốt khi mà tập trung vào để sản xuất khẩu trang và đồ bảo hộ y tế. Mà họ có những cái nguồn thân quen từ bên thị trường Hàn Quốc, thị trường Mỹ, thì cái này nó khiến cho TCM có một cái lợi thế gần tiếp khách hàng bên đó, thì giúp cho TCM gần như là bỏ qua được cái ảnh hưởng của Covid. Nếu mà chúng ta nhìn vào con số về năm 2019 thì cơ cấu doanh thu của TCM thì chủ yếu 72% là may mặc, 16% là vải, 10% là sợi và các doanh thu từ các mảng khác. Còn về cơ cấu doanh thu theo thị trường thì Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ vẫn đang là những cái thị trường phi trường chính của TCM. Trung Quốc tiếp đi tiếp theo với 7%, EU thì vẫn còn tương đối là hạn chế vì TCM cũng chưa đánh vào cái thị trường EU nhiều. Đó, thì nội địa là 12%. Về luận điểm đầu tư cho TCM thì như hôm nãy mình còn nói, thì TCM là doanh nghiệp duy nhất có niêm yết trên thị trường có chuỗi giá trị tích hợp theo chiều dọc, có nghĩa là họ sở hữu một chuỗi sản xuất gần như hoàn chỉnh, bao gồm từ sợi, vải và may mặc, và giúp giảm được cái phụ thuộc của nguyên liệu vào những cái vào sự nhập khẩu. Thì TCM tự chủ được khoảng 40% sợi đầu vào, 60% sản lượng sợi còn lại thì được mua từ các doanh nghiệp trong nước như là STK hoặc là các doanh nghiệp FDI của các nhà cung cấp nước ngoài khác. Tuy nhiên thì TCM đang tập trung với năng lực sản xuất sợi cho chuỗi cung ứng và giảm xuất khẩu sợi, do cái mặt kinh doanh sợi này thì không hiệu quả cho lắm và thậm chí có những thời điểm là còn lỗ. Do đó là họ đang muốn thành lập cái chuỗi cung ứng dệt nhuộm may để giúp cho TCM giảm cái tỷ lệ mua ngoài, và phần nào đó thì giúp cho TCM hưởng lợi từ EVFTA. Thứ hai là doanh nghiệp cho thấy khả năng đối phó tốt với rủi ro. Như tôi nói nãy thì là họ đứng vững trong cái dịch Covid này, và họ tiếp tục sẽ sử dụng những cái nguồn
xuất khẩu khẩu trang và bảo hộ y tế này để có thể duy trì được cái nguồn tiền ở trong giai đoạn khó khăn. Và họ ngoài ra thì TCM cũng có cái khả năng là tăng công suất, thì họ sẽ bắt đầu khởi công xây dựng cái nhà máy nhuộm Vĩnh Long vào năm 2020, thì dự kiến sẽ khởi công và xây dựng vào quý 4 năm nay, và tổng mức đầu tư thì khoảng 120 tỷ đồng, thời gian xây dựng là khoảng 6 đến 8 tháng, thì có nghĩa là cuối năm 2021 thì có thể là đi vào hoạt động. Thì sau khi hoàn thành thì có thể góp phần tăng công suất của toàn bộ các nhà máy may cho công ty lên đến khoảng 36 triệu sản phẩm một năm. Dự kiến giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2022 thì TCM sẽ đầu tư tiếp các giai đoạn còn lại của nhà máy Vĩnh Long, thì bao gồm cả nhà máy nhuộm và đan kim, thì góp phần hoàn chỉnh vào cái chuỗi giá trị và năng lực sản xuất của doanh nghiệp để đảm bảo được cái tiến độ để bàn giao xuất khẩu cho nước ngoài. Thì đó là những cái luận điểm chính đối với TCM. Ok, nếu nhìn qua cái TCM như thế đúng không ạ? Về định giá thì anh đánh giá thế nào? Về định giá thì thực ra thì nó cũng có một cái sự hồi phục tương đối tốt rồi, tốt hơn, outperform hơn rất nhiều so với ngành. Thì hiện nay đang ở trên một độ lệch chuẩn thì nó cũng không phải là mức quá cao. Mức này chúng ta vẫn theo dõi được và xem cái mức độ tăng trưởng doanh thu, tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của các năm sau như thế nào. Còn hiện nay thì PE trượt thì đang vào khoảng 6 lần, PE cũng 1 lần thôi, thì nó cũng không phải là mức không tăng, là mức hợp lý. Ở mức trung bình của cái con TCM đấy, đúng không ạ? Nhưng mà như anh Toàn có trao đổi thì TCM có vẻ như là xuất khẩu vào EU rất là thấp đúng không? Có 3% đúng không ạ? Như vậy là tuy rằng là ông này đủ điều kiện để có thể hưởng lợi từ FTA, nhưng mà thực tế thì với cái tỷ trọng có 3% như thế thì chắc chắn là TCM cũng chưa được thực sự là có thể phản ánh vào kết quả kinh doanh như mà nhiều người vẫn cứ kỳ vọng đúng không ạ? Thế thành ra là chỉ khi mà TCM thay đổi chiến lược hoặc là họ tấn công mạnh hơn với thị trường châu Âu này để tăng cái tỷ trọng thì khi đó thì thực sự cái EVFTA mới có thể là mang lại lợi ích cho họ, đúng không ạ? Và như anh Toàn vừa chia sẻ thì TCM có kế hoạch là mở rộng nhà máy ở Vĩnh Long đúng không? Đúng rồi. Thì cái nhà máy này về cơ bản là tăng được công suất cho TCM khoảng bao nhiêu phần trăm so với hiện tại? Tăng được khoảng từ tăng lên 36 triệu thì không biết hiện tại là bao nhiêu, thì tính là phần trăm. Chắc là khoảng độ 20% này đúng không ạ? Có lẽ hơn. 20% đúng không? Không có con số chi tiết ở đây. Vâng, đúng rồi, nó khoảng độ quanh 20%, đúng không ạ? Vâng. Thì ngoài TCM ra thì tôi cũng thấy là rất nhiều anh chị em quan tâm đến cái cổ phiếu May Sông Hồng ấy. Thì cổ phiếu này thì vừa rồi là dính một cái liên quan đến một công ty bên Mỹ bị phá sản, đúng không? Mà May Sông Hồng lại cấp cho cái công ty này nghe nói là cũng phải mấy chục phần trăm doanh thu, đúng không? Vâng. Thì cái về cái vấn đề là liên quan đến cổ phiếu May Sông Hồng này thì chị Giang có thể chia sẻ cho anh chị em về cổ phiếu này được không? Vâng, em cảm ơn anh Phục ạ. Thì đầu tiên thì để nhận định về công ty cổ phần May Sông Hồng thì em phải nói rằng đây là một doanh nghiệp dệt may đầu ngành với kinh nghiệm lâu năm và trình độ công nhân cao. Thì ba yếu tố này giúp cho biên lợi nhuận gộp của May Sông Hồng luôn luôn cao nhất ngành. Năm 2019 biên lợi nhuận gộp đạt 21%, theo sau là TNG với 18%. Hoạt động kinh doanh của May Sông Hồng thì có hai mảng chính, đấy là may gia công theo hai phương thức là FOB và CMT và may chăn ga gối đệm. Thì như tôi đã trình bày trước đấy, FOB và CMT thì cái biên lợi nhuận của FOB cao hơn CMT, và trong những năm vừa rồi, ban lãnh đạo của May Sông Hồng cũng chú trọng nâng cao tỷ trọng các đơn đặt hàng FOB và từ đó giúp nở rộng biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp và tạo nên lợi thế cạnh tranh trong ngành. Tuy nhiên thì trong cái giai đoạn Covid-19, chính phương thức may FOB đã khiến cho May Sông Hồng chịu khá nhiều rủi ro kể từ đầu cung ứng nguyên vật liệu và đầu xuất khẩu sản phẩm. Bởi vì là 60% vải của May Sông Hồng nhập khẩu từ Trung Quốc, nhưng mà bởi vì Covid nên là Trung Quốc đóng cửa thì không thể nhập khẩu vải được, trong khi đấy lại cũng không thể xuất khẩu vải để bán sang các nước khác được. Như vậy đã tạo nên rủi ro thanh khoản cho doanh nghiệp, bởi vì vốn bị tồn đọng ở nguồn nguyên vật liệu và ở đầu thành phẩm, trong khi đấy vẫn phải chi trả lương cho người lao động để giữ chân người lao động. Tuy nhiên thì đây là một cái rủi ro không chỉ riêng cho May Sông Hồng mà cho rất nhiều doanh nghiệp trong ngành dệt may nói chung. Và một cái điều tốt bây giờ, điểm tích cực bây giờ là đấy là dịch Covid cũng đã nguôi đi một phần nào và các nước cũng đã mở cửa giao thương bình thường lại rồi. Và
thứ ba đấy là về tệp khách hàng của Mai Sông Hồng. Thế như vừa rồi mọi người có nghe được một cái tin đấy là một cái khách hàng lớn của Mai Sông Hồng là New John Company đã đệ đơn phá sản, mà cái khoản phải thu của New John Company tương ứng là khoảng 219 tỷ. Có nghĩa là nó sẽ tạo nên cái rủi ro thanh khoản, rủi ro trả cái khoản 219 tỷ này cho Mai Sông Hồng đấy ạ. Và có một điều tôi cần nốt ở đây đấy là thường hàng năm thì cái đơn đặt hàng của New John Company chiếm khoảng 15% tổng doanh thu của doanh nghiệp. Điều này sẽ gây nên rủi ro cho doanh nghiệp trong tương lai và đốc thúc ban lãnh đạo cần tìm những đơn đặt hàng mới để thay thế cho khoảng 15% mà New John Company để lại. Tuy nhiên nếu mà mình xét những cái khách hàng khác của Mai Sông Hồng ấy ạ, thì hầu như không có rủi ro gì. Ví dụ như là có hai khách hàng lớn đấy là G3 Apparel Group và Columbia Sportswear. Hai doanh nghiệp này đều được niêm yết trên sàn Nasdaq tại Mỹ. Với cái tỷ lệ nợ vay thì của G3 Apparel Group thì nằm khoảng 0.3, khá là thấp. Còn Columbia Sportswear thì thậm chí không có đồng nợ vay nào. Với những doanh nghiệp khác, với những khách hàng khác như kiểu CA Trading hoặc thậm chí là Walmart thì đấy lại là những ông lớn trong ngành bán lẻ và tiềm lực tài chính thì mình không có gì để bàn. Cho nên là về cái mảng tệp khách hàng thì tôi thấy rằng rủi ro của Mai Sông Hồng chỉ đến từ New John Company với khoản phải thu 219 tỷ thôi. Về ban lãnh đạo, về cái quản trị của Mai Sông Hồng nó như thế nào? Ban lãnh đạo Mai Sông Hồng làm lâu năm trong lĩnh vực dệt may, nắm giữ một khối lượng lớn cổ phiếu và đều không giao dịch gì kể từ khi nắm giữ số lượng cổ phiếu đấy. Cơ cấu cổ đông lớn không có nhiều sự thay đổi trong các năm, cho thấy rằng là cái ban quản trị khá là ổn định và vững chắc, cũng tạo nên một cái niềm tin cho các nhà đầu tư khi mua cổ phiếu MSH này. Và tiếp theo về câu chuyện EVFTA thì như tôi đã nói, EVFTA sẽ không thể nào tác động nhiều đến tăng trưởng doanh thu của Mai Sông Hồng, bởi vì Mai Sông Hồng vẫn đang phải nhập khẩu một số lượng lớn vải từ Trung Quốc về. Về có một điều cần điểm sáng ở Mai Sông Hồng đấy là họ doanh nghiệp này trả cổ tức đều đặn với tỷ suất cổ tức nằm ở mức 10-12% một năm. Đấy là một con số nó khá là ok, khá là tốt đối với một doanh nghiệp như thế này. Và từ những điểm trên thì tôi cho rằng Mai Sông Hồng là một doanh nghiệp đầu ngành có năng lực cạnh tranh cao. Tuy nhiên thì doanh nghiệp đang phải chịu cú hít từ Covid-19, nhưng mà tôi tin rằng là Mai Sông Hồng nói riêng cũng như ngành dệt may nói chung có kỳ vọng phục hồi trong tương lai. Và hiện tại thì giá cổ phiếu đang được giao dịch mức PE khoảng 4.5-5 lần, thì tôi cho rằng đây là mức vùng định giá hợp lý của Mai Sông Hồng trên thị trường. Và như trong quá khứ thì có một cái trường hợp là TCM ấy, đúng không ạ? Dạ. Bị cũng có dính cái rủi ro liên quan đến đối tác phá sản cái doanh nghiệp chuỗi C bán lẻ ở Mỹ, đúng không ạ? Thì từ cái câu chuyện đó thì tiền lệ đó thì thấy rằng là Mai Sông Hồng trong cái việc là đối tác nợ 219 tỷ thì chị Giang đánh giá như thế nào về cái khả năng thu hồi, xem tỷ lệ thu hồi liệu có thể được bao nhiêu không ạ? Về cái case của TCM, về khách hàng Sears Holding đã nộp đơn phá sản, thì thực tế là TCM đã nhận được đơn xác nhận của tòa và đã nhận được 20% khoản phải thu. Tuy nhiên đối với case của Mai Sông Hồng ấy, bởi vì vẫn chưa có nhiều thông tin liên quan đến nó, cho nên tôi vẫn kỳ vọng rằng Mai Sông Hồng sẽ trích lập hoàn toàn 219 tỷ trong hai quý cuối năm 2020. Ok. Như vậy là cái kết quả trong năm 2020 này của Mai Sông Hồng thì có thể thậm chí là có thể âm, đúng không ạ? Vâng, nó có thể âm được. Có thể âm hoặc là lợi nhuận rất là thấp, đúng không? Vâng. Thì đấy là trong ngắn hạn. Còn từ 2021 trở đi thì Mai Sông Hồng thì sẽ có thể là chỉ chịu bởi ảnh hưởng giảm mất cái đơn hàng 15% này thôi, đúng vâng, không? Đúng rồi. Vâng, cảm ơn chị Giang. Đó thì như chị Giang có đưa ra, cái cổ phiếu này rất đáng quan tâm ở chỗ là nó trả cổ tức bằng tiền mặt 12% trên năm là trên thị giá hiện nay ấy. Tức là một mức cũng là rất là cao nếu chúng ta so sánh với cái lãi suất gửi ngân hàng hiện nay đâu đó khoảng 6%. Thế thành ra là chính cổ phiếu này sẽ khá là thích hợp đối với những nhà đầu tư mà thích ăn cổ tức. Và đặc biệt là đối với cổ phiếu này thì việc giá mua tốt nhất là lại những vùng điều chỉnh hoặc là đi ngang, đúng không ạ? Cảm ơn chị Giang. Thì chị Giang và anh Toàn cũng đưa ra hai cổ phiếu, đó là TCM và MSH. Vậy thì các chuyên gia của chúng ta có thể đưa ra những cái chỉ số cụ thể để cho nhà đầu tư dễ theo dõi nếu như mà họ có phân tích một mã cổ phiếu nào đấy trong ngành dệt may không? Theo tôi thì đối với ngành dệt may thì chúng ta còn phải xem thêm cả cái chỉ tiêu là vòng quay phải thu, số ngày phải thu bình quân, vòng quay hàng tồn kho, nó rất là quan trọng để xem là các doanh nghiệp, các tệp khách hàng
các tệp khách hàng của doanh nghiệp đấy có gây áp lực lên cái khoản, cái việc phải trả tiền cho doanh nghiệp đấy không? Đấy. Ngoài những cái đấy thì vẫn có những chỉ số tương, chỉ số khá là kiểu basic như kiểu doanh thu thuần, lợi nhuận gộp, lợi nhuận dòng ROI thì hầu như doanh nghiệp nào mình cũng phải để ý đến rồi. Bên cạnh đó thì có các cái chỉ báo nó ngoài cân đối kế toán, đúng không ạ? Như ở trên thế giới thì chúng ta phải xem dệt may Việt Nam, thị trường của chúng ta chủ yếu là xuất khẩu, đúng không ạ? Xuất khẩu chính là Mỹ, Nhật Bản và EU, đúng không ạ? Thì như vậy là chúng ta cần phải theo dõi rất là chặt chẽ về cái tình hình tăng trưởng kinh tế ở các nước đó như thế nào, đúng không ạ? Khi mà Covid mà qua đi mà tăng trưởng kinh tế bắt đầu nhúc nhích lại chẳng hạn, giãn cách xã hội của họ hình như là thì đến bao giờ mà họ bỏ hoàn toàn mọi dịch bệnh mà về cơ bản là được kiểm soát, thì khả năng cao là sẽ có những cái đơn đặt hàng dồn dập đến với các cái doanh nghiệp Việt Nam. Thì đây là có thể là cái điểm để mà các cái doanh nghiệp này trở lại, đúng không? Thì rất là kỳ vọng là nó có thể là đến 2021. Thì quý vị và các bạn theo dõi ngành dệt may thì hãy chú trọng theo dõi về các cái yếu tố vĩ mô như thế ở các cái đối tác chính của ngành dệt may Việt Nam. Vậy thì là chúng ta cũng đi qua là tổng quan của ngành dệt may và một hai cổ phiếu mà hai chuyên gia của chúng ta có đưa ra. Vậy thì có một câu hỏi đấy là về ngành dệt may của Việt Nam đối với đấu trường quốc tế thì có cơ hội hay có ảnh hưởng gì? Đối với ngành dệt may Việt Nam ấy thì như tôi đã trình bày trong cái phần ngành rồi, thì ngành dệt may Việt Nam hiện tại thì đang đảm nhiệm một cái khâu mà có giá trị gia tăng gần như là thấp nhất chuỗi giá trị rồi, biên lợi nhuận rất là thấp, với chỉ là khâu cắt may thôi. Đấy, mà với lợi thế cạnh tranh lại không bền vững, tốc độ sản xuất hàng thì không thể nói là cao trong trên thế giới được. Cho nên tôi cho rằng là ngành dệt may Việt Nam thì đối với trên đấu trường quốc tế thì có thể là có cái lợi thế do chi phí nhân công giá rẻ, nhưng mà tôi vẫn chưa đánh giá lắm. Có nghĩa là tôi nghĩ Việt Nam sẽ phải thay đổi một cái gì đấy để có thể đạt được cái lợi thế tốt hơn, chứ có thể tự chủ được nguồn cung ứng vật liệu thì là tốt nhất. Thì theo như phân tích của các chuyên gia thì có thể thấy rằng là rõ ràng trong cái chuỗi cung ứng thì về bông là mình không thể rồi, đúng không? Bởi vì thổ nhưỡng Việt Nam rồi là các thứ của Việt Nam thì không ủng hộ việc trồng bông, đúng không ạ? Và cái khâu cuối cùng là cái khâu liên quan đến chuỗi bán lẻ. Thì về cơ bản các doanh nghiệp Việt Nam cũng rất khó có thể là tạo cái thương hiệu riêng của mình để bán lẻ ra toàn cầu, đúng không ạ? Thì cái điều hai cái khâu đó thì rất khó. Thì ngành dệt may của Việt Nam của chúng ta thì nếu có thể thì sẽ chủ động được cái khâu dệt vải, đúng không ạ? Dệt vải cái khâu thứ hai để có thể là gia tăng cái giá trị của mình, và để có thể là dệt vải mà đúng cái nhu cầu và tiêu thụ được tốt thì lại liên quan đến việc là cố gắng dành các cái đơn đặt hàng theo kiểu FOB, đúng không ạ? Để có thể chủ động việc là tìm kiếm nguồn nguyên vật liệu. Thì chỉ có những cái doanh nghiệp nào mà đáp ứng được ba cái khâu đó, thậm chí là thêm cả cái khâu bán lẻ, thì mới có cơ hội có thể tăng trưởng tốt trong cái tương lai. Và cũng lưu ý một điều là chị Giang cũng chia sẻ đấy, thì Việt Nam hay là các cái nước đang phát triển cũng thế thôi, thì chúng ta cũng chỉ tham gia được cái chuỗi giá trị nó không thực sự cao, đúng không ạ? Cái phần giá trị cao nhất là chính là cái bán lẻ, thì chúng ta rất là khó, cũng như các cái nước phát triển khác là đối thủ của chúng ta như Ấn Độ hay ngay cả Trung Quốc cũng thế thôi, hay Bangladesh. Nhưng Việt Nam có một cái điều cũng rất hay, cũng có cái lợi thế, đó là nhân công của chúng ta tuy có tăng đấy, nhưng mà so sánh mặt bằng chung là vẫn tương đối thấp, đúng không ạ? Hơn nữa là cái kỹ năng của công nhân Việt Nam ấy thì thực sự là cũng không phải là các cái đối thủ khác là dễ mà có thể đạt được, đúng không? Hay là các cái nước bên cạnh chúng ta như Lào, Campuchia có thể là nhân công rẻ hơn, nhưng mà dân số họ rất thấp, họ không tập trung được, đúng không? Giao thông vận tải của họ thì có khi không tiện bằng chúng ta. Ví dụ ông Lào chẳng hạn, Lào thì chắc chắn là không cạnh tranh được chúng ta rồi, cảng biển các thứ không có, đúng không? Mọi thứ phải qua Việt Nam, đúng không? Rồi Campuchia thì đất thì khá là rộng nhưng dân thì rất là thưa, đấy. Đúng không? Hay là Ấn Độ thì chắc là đối thủ có vẻ như Ấn Độ với Bangladesh có vẻ đối thủ lớn nhất, đúng không ạ? Nhưng được một cái thì Việt Nam của chúng ta tham gia rất nhiều các cái hiệp định thương mại, đúng không ạ? Rồi chúng ta quan hệ với rất nhiều các đối tác, thì thành ra cũng được hưởng lợi điều đó. Và hưởng lợi từ cái việc là Trung Quốc hiện nay là đang bị cô lập rất là nhiều trên thế giới. Đấy thì đấy là dệt may Việt Nam tuy tham gia cái chuỗi giá trị chưa lớn, và có thể nói là không quá bền vững, nhưng mà vẫn là một cái gì đó mũi nhọn của Việt Nam để tiến ra thế giới. Thì đấy là quan điểm của tôi. Vậy thì cơ hội và thách thức đối với ngành dệt may Việt Nam trong tương lai của chúng ta thì các chuyên gia có dự đoán gì? Có lẽ là cũng nhắc lại một số cái mà đã nói thôi. Cơ hội thì đến từ cái việc là phục hồi Covid, bởi vì nó cũng ở mức thấp rồi, thì mình phải trả lời câu hỏi là tốc độ phục hồi như thế nào.
Hai cơ hội thứ hai là từ các hiệp định thương mại, thì ngoài EVFTA thì còn đang có cả CPTPP nữa. Đó, thì nhưng mà tuy nhiên thì CPTPP thì có cả cái yêu cầu về nguồn gốc xuất xứ nó còn khắc nghiệt hơn, nó là từ sợ trở đi. Đó. Thì đấy, nhưng mà đấy cũng là những cái cơ hội để cho ngành dệt may tiếp tục tăng trưởng. Còn thách thức thì có lẽ là vẫn tồn tại là cái sự nút thắt cổ chai đó. Tôi cũng bổ sung thêm một chút về thách thức là như lúc nãy Lương Duyên có trình bày về cái việc là Việt Nam xuất siêu sang Mỹ kỷ lục, đúng không ạ? Xuất siêu rất là kinh khủng, xuất đâu những 50 mấy tỷ mà nhập có 10 tỷ, thì tức là xuất siêu hơn 40 tỷ. Thực sự là trong hơn một năm gần đây thì Việt Nam đang bị Mỹ là đưa vào danh sách, là đang xem xét, đang gọi là danh sách có thể nói là danh sách xám, danh sách đen, để nếu mà chúng ta mà vẫn tiếp tục xuất khẩu vào họ nhiều quá như thế thì sẽ có nguy cơ là bị Mỹ đưa ra các cái đạo luật hay các cái chính sách để hạn chế chúng ta, đúng không? Mà đặc biệt là dệt may là một trong những cái xuất khẩu lớn nhất vào Mỹ. Thế thành ra là đây cũng có thể là một cái rủi ro tiềm ẩn đối với ngành này, đúng không? Cơ hội thì hiệp định thương mại, đúng không? Rủi ro thì cũng có từ những cái việc như đấy. Đó, thì đấy là chia sẻ thêm của tôi. Cảm ơn anh Phục và các chuyên gia đã đưa ra những cái ý chính về tổng quan ngành và đưa thêm những cơ hội về các mã cổ phiếu cụ thể. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần thứ ba, đó là phần giao lưu cùng với quý nhà đầu tư. Tôi xin phép được đọc câu hỏi thứ nhất mà quý nhà đầu tư có gửi về, đó là cho mình hỏi là cổ phiếu TCM và TNG sẽ có kết quả kinh doanh năm tới có tích cực hơn hiện nay hay không? Thì xin mời các chuyên gia của chúng ta. Chắc là TCM mời anh Toàn nhỉ? TCM thì về năm 2021 thì có khả năng là nếu mà không có gì chậm trễ thì nhà máy mới có thể vào động một phần, thì có, và tiếp tục duy trì cái hoạt động xuất khẩu khẩu trang và bảo hộ y tế khi mà dịch Covid vẫn chưa đi qua, thì có khả năng là sẽ tăng trưởng. Còn TNG thì hai quý đầu năm 2020 thì kết quả kinh doanh mới đạt được có 65 tỷ lợi nhuận, thì thấp hơn so với mức gọi là gần 90 tỷ của năm 2019. Giảm rất là mạnh, nguyên nhân đến từ Covid-19. Thì trong 6 tháng tiếp theo thì chúng tôi cũng cho rằng là sẽ lợi nhuận của TNG cũng sẽ giảm so với 6 tháng của 2019 rất là mạnh. Bởi vì 6 tháng 2019 kết quả kinh doanh của doanh nghiệp này rất là tích cực, đạt những hơn 137 tỷ cơ. Thì còn chính vì thế cho nên là năm nay về cơ bản TNG lợi nhuận có khả năng chỉ đạt khoảng độ 100 đến 140 tỷ thôi. Với cái kết quả thấp như vậy thì chúng tôi cho rằng là năm 2021 thì khả năng rất cao là TNG sẽ tăng trưởng lợi nhuận tốt hơn so với năm 2020 này. Đó, sẽ tốt hơn. Còn về việc là có thể đạt được cái mức năm 2019 lên đến 230 tỷ không thì tôi cho rằng là rất là khó có thể đạt mức này. Đó, nhưng mà trả lời câu hỏi của anh đó là sẽ tốt hơn năm 2020 này. Nghĩ là năm nay cũng là năm tạo một cái nền thấp cho ngành dệt may thì có khả năng tăng trưởng năm sau. Và đối với TNG thì năm 2021 thì còn tăng thêm 16 dây chuyền may tại Võ Nhai và 15 dây chuyền tại Đồng Hỷ, thì có khả năng sẽ tăng được công suất thì sẽ được doanh thu lợi nhuận. Cảm ơn anh Phục và anh Toàn. Và chúng ta đến với câu hỏi thứ hai của quý nhà đầu tư, đó là các chuyên gia cho hỏi STK có hấp dẫn không vào thời điểm này? Đối với STK thì hoạt động kinh doanh chính của nó là sản xuất sợi. Thì như tôi đã nói thì ví dụ về cái EVFTA sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước, kiểu sẽ làm dùng sợi trong nước thì sẽ có thể giúp cho doanh nghiệp này đảm bảo được cái đầu ra hơn. Về cái thứ hai đấy là hiện tại thì các công ty Trung Quốc tiếp tục bán phá giá sợi nguyên sinh trong 6 tháng đầu năm 2020. Đồng thời thì vụ kiện chống bán phá giá tại các nhà sản xuất sợi trong nước với các đối thủ nước ngoài có tiến triển chậm khi dịch Covid-19 trì hoãn quá trình điều tra của Bộ Công Thương. Thì trong bối cảnh này, các sản phẩm sợi nguyên sinh cao cấp mới của STK thì đã có bước tiến khá là tích cực trong quý 2020, khi mà các khách hàng trong nước và Nhật Bản tiếp tục yêu cầu sản phẩm mới cũng như chốt các đơn hàng sợi nhuộm và sợi chức năng. Thì STK cũng ghi nhận lượng đơn hàng mới cho sản phẩm sợi cao cấp dùng trong đệm bọc ô tô từ các khách hàng Mỹ.
Hiện tại thì STK cũng đang cố gắng nâng tỷ trọng sản phẩm sợi tái chế, bởi vì cái sợi tái chế này nó có cái biên lợi nhuận cao hơn so với sợi nguyên sinh. Thì tôi nghĩ rằng là đối với mã cổ phiếu STK này, tôi cho rằng là chúng ta vẫn cần phải điều phải theo dõi thêm để có thể đưa ra quyết định là nên mua hay là nên nắm giữ. Nhưng mà tôi vẫn nghĩ là nên thận trọng một chút. Nhìn kết quả kinh doanh quý 2 2020 thì có thể thấy sợi thế kỷ này bị ảnh hưởng rất là nhiều, đúng không ạ? Doanh thu thì giảm đâu đó, giảm gần một nửa. Từ mức 494 tỷ của quý 2 2019 xuống còn có 253 tỷ của quý 2 2020. Thì lợi nhuận sau thuế thì giảm từ mức 54 tỷ của quý 2 2019 còn có mức 3 tỷ của quý 2 2020. Như vậy có thể thấy là vì Covid mà cũng ảnh hưởng đến doanh nghiệp này rất là lớn, đúng không ạ? Thì trong ngắn hạn thì như anh Toàn với chị Giang lúc nãy có trao đổi rất là nhiều, đó là Trung Quốc thì họ bị cấm vận rồi, họ bị rất là nhiều thứ bao vây. Thế thành ra sợi của họ không xuất khẩu đi được nhiều đâu, đúng không ạ? Thế nó làm cho giá sợi giảm rất mạnh. Thì STK vô hình chung là bị ảnh hưởng rất là lớn từ cái việc này. Tuy nhiên là trong dài hạn thì chắc là chúng ta cũng kỳ vọng rằng là sau cái giai đoạn khó khăn này qua đi thì các doanh nghiệp dệt may may của Việt Nam thì rất cần có cái sợi ở trong nước, đúng không ạ? Thì STK về triển vọng tương lai thì tôi nghĩ rằng là tôi cho rằng là khá là tốt, khá là tốt. Bởi vì đây cũng là một trong những doanh nghiệp hiếm hoi ở Việt Nam mà có cái quy trình sản xuất cũng như là cái quy mô sản xuất rất là tốt về sợi, mà lại đúng là cái khâu chúng ta đang yếu và đang thiếu. Đấy thì trong tương lai sẽ khá là tốt. Còn trong ngắn hạn thì rõ ràng chúng ta nhìn kết quả kinh doanh là nó bị ảnh hưởng khá là cũng khá là mạnh từ cái quý 2. Tuy vậy nếu mà nhìn định giá thì hiện nay thì PE cho cái cổ phiếu STK này thì forward cho cái năm 2020 này thì tôi cho rằng nó khoảng độ 8 lần. Nhưng mà từ các cái năm sau thì khi mà có thể phục hồi trở lại như những năm trước thì PE của sợi thế kỷ nó sẽ giảm về mức khoảng 5 lần. Thì mức này thì là một mức cũng tương đối là hấp dẫn thôi. Chứ bảo là rất hấp dẫn thì là chưa phải. Tức là mức này với tầm nhìn dài thì tôi cũng cho rằng là có thể đầu tư được. Đấy, tầm nhìn phải dài cả. Đấy là trao đổi của tôi. Đồng ý với cả hai chị Giang và anh Phục. Thì về ngắn hạn thì STK có vẻ như là cái tác động từ phía Trung Quốc về giá sợi có lẽ chưa qua đi. Nhưng mà trong dài hạn ấy, thì STK chắc chắn là được hưởng lợi trực tiếp từ EVFTA và CPTPP. Thì mà các cái nhà sản xuất may mặc họ tìm kiếm đến những cái nhà cung ứng sợi trong nước. Đó, thì về dài hạn thì vẫn có là tích cực. Cảm ơn ba chuyên gia. Và câu hỏi thứ ba của chúng ta đó là có nên đầu tư vào cổ phiếu VGT hay không? VGT. Ok, vậy thì tôi xin trao đổi một chút về cái cổ phiếu VGT của Tập đoàn Dệt may Việt Nam, đúng không ạ? Thì đây về cơ bản nó hình thức hoạt động của VGT theo kiểu holding là chính. Tất nhiên là Tập đoàn Dệt may này cũng trực tiếp là sản xuất, kinh doanh sản xuất liên quan đến lĩnh vực dệt may. Tuy vậy thì một phần khá lớn là đó là đầu tư vào các cái công ty con, các công ty liên kết. Rồi Tập đoàn Dệt may Việt Nam này thì cũng có rất là nhiều các cái hệ thống bán lẻ, đúng không ạ? Các cái cửa hàng về cái sản phẩm của nó. Tuy vậy thì nếu nhìn tổng quan qua thì cái kết quả kinh doanh của VGT ấy thì chưa bao giờ chúng tôi thấy tốt cả. EPS thì chưa bao giờ đạt được đến 1.000 đồng một cổ phiếu cả. Đó. Thì về mặt kinh doanh thì có một điều rất thú vị trong nửa đầu năm 2020 này, đó là STK không bị ảnh hưởng, VGT không bị ảnh hưởng quá nhiều. Nguyên nhân do là cái công ty này sản xuất khẩu trang rất là khủng khiếp, đúng không? Rất là tốt. Tuy vậy thì trong 6 tháng cuối năm thì chúng tôi cũng cho rằng là nó cũng sẽ gỡ được phần nào, tuy vậy nó vẫn sẽ bị ảnh hưởng. Thì lợi nhuận năm 2020 này có khả năng là giảm khoảng độ 20-30% so với năm 2019. Thì như vậy là EPS thì khoảng đâu đó khoảng độ 750 đồng đến 800 đồng, 750 đồng một cổ phiếu. Thì với giá 8.5 hiện nay thì PE đâu đó khoảng hơn 10 lần. Nếu về xét về đánh giá về lợi nhuận, xét về đầu tư để nhận cổ tức khoảng 5% thì cổ phiếu này chưa thực sự hấp dẫn so với các cổ phiếu dệt may khác. Tuy vậy thì nếu mà nhà đầu tư mà lại quan tâm đến cái câu chuyện là VGT sở hữu rất là nhiều bất động sản có giá trị chẳng hạn, và kỳ vọng những cái câu chuyện thoái vốn trong tương lai thì tôi cho rằng cần phải theo sát cái cổ phiếu này để biết được cái lộ trình thoái vốn như thế nào, đúng không? Lộ trình thoái vốn như nào thì lúc đó sẽ đưa ra các cái quyết định đối với cổ phiếu VGT này một cách phù hợp nhất. Còn về tôi trao đổi lại về kết quả kinh doanh thì nó không hấp dẫn, không thực sự hấp dẫn.
Nhưng mà về cái câu chuyện thoái vốn thì quý vị và các bạn cần phải theo dõi sát cổ phiếu này để khi có tín hiệu chẳng hạn thì có thể tham gia. Đó, thì đấy là cổ phiếu VGT ạ. Cảm ơn. Còn hai chuyên gia của chúng ta có ý kiến gì về cổ phiếu này không? Anh Phục nói quá đầy đủ rồi. Thì về mặt tăng, về mặt kết quả kinh doanh không hấp dẫn cho lắm. Về mặt định giá thì PE cũng vào khoảng 10-11 lần rồi thì cũng tương đối là fair rồi. Ok, thì có lẽ là cùng chúng ta chờ những cái tín hiệu từ những cái thông tin về thoái vốn và bán đất. Cảm ơn các chuyên gia. Vậy thì chương trình của chúng ta cũng diễn ra được gần một tiếng và các chuyên gia cũng đã bàn luận và đưa ra những thông tin tổng quan về ngành dệt may và các cơ hội và thách thức của ngành dệt may trong tương lai có được hưởng lợi từ các hiệp định hay là chiến tranh thương mại Trung Quốc hay hiệp định EVFTA hay không. Và ngoài ra thì các chuyên gia của chúng ta cũng đưa ra các mã cổ phiếu để cho nhà đầu tư có thể tham khảo, đó là TCM và MSH. Và các quý nhà đầu tư của chúng ta cũng đưa ra những mã cổ phiếu mà chuyên gia của chúng ta cũng phân tích rất là kỹ, ví dụ như STK. Ngoài ra thì các chuyên gia cũng đưa ra cho quý nhà đầu tư đó là những chỉ số đáng quan tâm khi phân tích đến ngành dệt may, đó là những chỉ số về báo cáo tài chính, chú ý như chị Giang còn nói là đến hàng tồn kho hay là các khoản phải thu, và ngoài ra thì cũng là các chỉ số các tin trên thế giới để các nhà đầu tư đáng để lưu ý khi mà mình phân tích hay đưa ra nhận định về mã cổ phiếu trong ngành dệt may. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý nhà đầu tư vào 3 giờ chiều thứ hai tuần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.